tôm. À, nó sẽ có những cái tác động nhất định. Ví dụ như ngay từ hôm nay thì các bạn có thể thấy rằng là cái việc xuất hiện của hoàng tử cũng gây cái sự chú ý rất là nhiều của cộng đồng. Và thêm nữa, từ sau cái chuyến đi này thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái thông điệp mà hoàng tử sẽ đưa ra.